Xin chào tất cả anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Và trên tay mình đây đang là chiếc điện thoại Samsung Galaxy A12. Tuy nhiên đây là phiên bản năm 2021 với một sự thay đổi nhẹ so với phiên bản năm 2020. Đó là con chip Exynos 850 được gắn vào chiếc điện thoại này, chứ không phải là con chip Helio P35 như năm ngoái nữa. Mặc dù là ngoại hình thì nó cũng không có gì khác biệt, mọi thông số thì không gì khác biệt, nhưng mà con chip đó là cái sự thay đổi trong cái thời điểm mà hiện tại Covid đang hoành hành. Và năm nay thì các nhà cung cấp cũng đã bị gọi là rất là hạn chế về cái số lượng chip. Các bạn thể thấy là những cái con máy ra mắt năm nay thì giá thì cũng khá là cao, mà chip thì thực sự là rất là cùi bắp, phải sử dụng đến những con chip ví dụ như là Unisoc ấy, thì các bạn biết rồi đúng không? Rồi, và thể theo yêu cầu rất nhiều anh em thì trong clip này mình sẽ tiến hành trải nghiệm một vài tựa game. Đầu tiên thì trong clip này mình sẽ test tựa game Liên Quân Mobile trên chiếc điện thoại Samsung Galaxy A12 phiên bản năm 2021, để những anh em nào mà yêu thích thương hiệu Samsung thì có thể tham khảo mua về để chơi game nhé. Rồi, chiếc điện thoại này thì trước đây ở trong cái clip mình làm clip mở hộp và trên tay thì cũng đã đánh giá đây là một chiếc điện thoại mà rất là phù hợp để anh em có thể mua sắm cho các vị phụ huynh hoặc là tư vấn cho người thân, người nhà. Nếu như mà họ không yêu cầu quá cao về cấu hình thì đây cũng là một chiếc điện thoại khá là ok. Rồi, điểm AnTuTu của chiếc điện thoại này sẽ là 127.188 điểm, một số điểm khá khiêm tốn. Tuy nhiên CPU sẽ là 46.318 điểm với một số điểm mà mình đánh giá nó cũng không phải là quá tồi. Exynos 850, con chip này thì đã xuất hiện trên chiếc điện thoại Samsung Galaxy A21s với GPU là 22.561 điểm, Mali G52 MP1 và RAM là 38.936 điểm. Phần mềm chạy trên nền tảng Android 11 và giao diện One UI 3.1. 19.377 điểm. Đây là một số điểm mình đánh giá nó không quá cao. Tuy nhiên với CPU thì số điểm này thì nó lại vượt trội hơn so với một số con chip khác. Không biết là trải nghiệm từ game Liên Quân Mobile như thế nào thì mình cũng đã vào thử rồi, nhưng mà mình thấy là không bật được FPS cao. Đó thì sau này mình sẽ có thử một vài clip đó là mình test FPS trên kích FPS trên chiếc điện thoại này để xem nó như thế nào nhé. Rồi, và cách kích FPS thì mình cũng đã chia sẻ trong những clip trước, thì anh em có thể kích vào link clip mình để dưới phần mô tả nhé. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào trong tựa game con mobile này. Rồi, như mình đã chia sẻ thì với chiếc điện thoại Samsung Galaxy A12 là một trong những chiếc điện thoại mà rất là phù hợp để anh em mua cho phụ huynh, đúng không? Bởi vì là các bác, các chú, các ông có đâu có cần cấu hình đâu, đúng không? Chỉ cần sự ổn định. Thứ hai là thương hiệu. Đó, thương hiệu là một cái gì đó cực kỳ là quan trọng khi mà chúng ta đi mua hộ hoặc là tư vấn hộ hoặc là mua giúp, đúng không? Mua cho đấy, của cho là không bằng cách cho, bởi vì chúng ta phải tư vấn một cái điện thoại nào đó mà có thương hiệu lớn đấy thì người ta mới biết được. Chứ còn nói thật anh em mà anh em chỉ cần tư vấn sang Vivo hoặc là Xiaomi thôi, mặc dù là những chiếc điện thoại rất là ok, nhưng mà sẽ bị đánh giá là ấy, thằng này nó mua hộ mình con điện thoại tàu. Đấy, mình đã gặp rất nhiều cái trường hợp như vậy rồi. Rất là khó xử, mặc dù là anh em ta là những người trẻ mà tiếp cận công nghệ rất là nhiều. Nhưng mà khi mà đi tư vấn điện thoại thì hướng đến những con máy giá rẻ, cấu hình cao thì sẽ bị cho là điện thoại tàu đấy. Nên anh em cần phải chú ý điều này. Ok, và bây giờ thì mình đã vào tiến hành vào tựa game Liên Quân Mobile. Và ở đây thì mình sẽ chơi một trận đấu hạng ranking Anh, tính Anh 4 hay 3 gì đó. Thì đây là hạng phụ thôi, hạng chính của mình thì nó lên cao thủ rồi. Thì hôm trước có bạn chia sẻ là xem ông này đánh chỉ có thụt lùi, thực ra mình test game mà mình có chơi chuyên nghiệp để làm YouTube đâu. Sau này mình chơi giỏi thì mình sẽ chú ý chơi chuyên nghiệp hơn. Với cả là mình cũng lên cao thủ rồi mà đánh thì cũng tạm được đúng không? Anh em lại chê vậy là mình rất là buồn. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành các bạn thể thấy là ở đây thì chúng ta sẽ đặt được ở mức setting đây. Nhưng mà không lên được HD nhá, chất lượng hình ảnh không lên được HD, chúng ta chỉ chất lượng hình ảnh cao thôi. Mọi thứ rất ok. Còn về phần thiết lập này các bạn sẽ thấy là không có FPS cao. Đây là một điều hết sức là đáng tiếc. Và mình sẽ tiến hành thử kích FPS cao để xem nó sẽ như thế nào nhé. Còn với mức 30 FPS thì mình sẽ để max cấu hình luôn để xem nó có cái gì hay ho hay không. Rồi, 30 FPS thì nói chung là mình chơi trên rất nhiều con máy rồi. Rồi, tinh anh 4, 5 sao. Ván này là sẽ lên tinh anh 3, không biết có thắng được không đây. Rồi, 32,2 độ trong cái thời tiết mùa đông lạnh giá như này. Bởi vì là mình vừa mới chạy thử điểm AnTuTu, thế cho nên là nhiệt độ nó cũng khá là cao. Đó, bây giờ thì mình sẽ vào trong trận đấu luôn nhé. Rồi, về cái phần dữ liệu của cái tựa game này thì mình cũng đã tải cũng khá là đầy đủ, cũng đến gần 100% rồi.
Ngoài ra thì mình chia sẻ luôn là con này thì không có loa kép nha anh em. Đó, chỉ có một cái loa đơn ở phía bên dưới này thôi. Đó, 1, 2, 3, 4, 5 lỗ loa. Đấy, loa đơn thôi, cho nên là âm thanh nó chỉ hầu như là chúng ta chỉ nghe thấy từ một phía dưới phần đuôi của chiếc điện thoại này thôi. Rồi trong trận đấu này thì mình sẽ chơi vị trí gì đây khi mà mọi người tranh cái con Mangan của mình rồi chán đời không? Xem nào, mình sẽ chơi con gì để mà giao tranh nhiều nhiều một chút để xem là nó có giật lag hay không. Thực ra thì mình nghĩ rằng với 30 FPS, ôi rồi 3D quả căng thế nhỉ? Thì mình đi con này đi cho nó uy tín. Thực ra thì với 30 FPS thì mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ không 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 giật lag đâu. Tuy nhiên là nó sẽ hơi nó không lag đâu, nhưng nó sẽ hơi giật giật ở cái mức độ là 30 FPS. Thì chắc chắn là anh em nào mà chơi Liên Quân Mobile lâu lâu năm rồi thì sẽ hiểu được cái vấn đề này đúng không? Rồi ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào trận nhé. Hazate đi rừng, Lindit đi top, đấy. Thỏ Slim đi AD, đấy. Đội hình rất là đẳng cấp, biết đâu lại win, đấy. Quý ở thỏ Slim đang bị quay. Ok, và anh em thể thấy là FPS thì chắc chắn là sẽ ở mức 30 ổn định rồi. Lúc đầu game thì có một chút gì đó gọi là là 29, nhưng mà bây giờ thì mình thấy là nó về 30 rồi. Thực ra đánh ở mức 30 FPS này nó cứ sao sao ấy nhỉ. Kiểu gì ấy? Kiểu đánh không quen ấy. Mà nhất là những cái con kiểu như con Gidu này. Đấy, nó cần lướt rất là nhiều. Mà nó cứ kiểu nó giật giật như này nó hơi hơi khó chịu. Đấy. Để mình sẽ trong clip sau thì có lẽ là mình sẽ tiến hành kick FPS để xem nó như thế nào nhé. Đây, xích thằng này, uy tín luôn, đấy. Thực ra thì có một cái tình trạng như thế này này, rất là nhiều anh em cũng không hẳn là yêu thích cái thương hiệu Samsung đâu. Đấy, biết là nó cấu hình nó hơi cùi một tí. Đấy, nhưng mà lại vẫn phải sử dụng. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta là những cái người mà chưa tự chủ được về kinh tế. Đấy, phải mua theo ý của bố mẹ, ý theo ý của phụ huynh. Mà phụ huynh thì các bạn biết rồi, hầu như là ai cũng
gọi là chỉ chuộng cái thương hiệu thôi. Samsung nó marketing rất là tốt. Samsung trước giờ nó là thương hiệu lâu 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 năm rồi, thương hiệu lớn thế giới. Đó, và chính vì vậy là nhiều khi là muốn mua một cái điện thoại ví dụ như là Xiaomi chẳng hạn, nhưng mà khi mà chia sẻ với lại các bậc phụ huynh thì họ lại cho rằng là đó là một cái điện thoại nó kém chất lượng, không nghe tên tuổi bao giờ, chỉ có Samsung thôi. Thế cho nên là có khi là phải sử dụng. Chính vì vậy mà mình làm những cái clip như thế này là để cho anh em có thể là lấy đây làm tham khảo để có thể bắt buộc phải mua điện thoại Samsung thì sẽ mua những chiếc điện thoại như thế nào và dùng cho mục đích như thế nào phù hợp. Và mình cũng khuyến cáo anh em là khuyến khích anh em không khuyến khích anh em là vọc vạch máy của mình nhé. Đấy, về nhiều khi là nghĩ là phần mềm đơn giản nó khôi phục cái gốc hết, nhưng mà không đâu. Đối với dòng hệ điều hành nó đóng như nó thiết kế đóng kiểu như là Oppo hoặc là Vivo hoặc là Realme thì không sao, nhưng mà mở như kiểu Xiaomi và anh em có thể là vọc vạch ấy thì anh em cần phải chú ý nếu như mà không có máy tính hoặc là chưa am hiểu nhiều về những cái vấn đề như vậy thì không nên, thì nó sẽ rất gây ra dễ chết phần cứng hoặc là sẽ không được bảo hành đấy. Chứ còn anh em nào mà am hiểu thì có thể là vọc vạch thoải mái, máy của mình thích làm gì thì làm đúng không? Rồi, như pha giao tranh vừa diễn ra thì FPS vẫn rất là ổn định ở mức là 29 và 30. Đấy, nhìn chung là Exynos thì chưa bao giờ được đánh giá cao để mà chơi game cả. Hay là kể cả điện thoại Samsung. Đấy, nhưng mà gần đây thì có con A52s 5G. Đấy, chạy trên kiểu 778 thì phải. Và thấy nhiều anh em bảo chưa không kích được FPS cao. Thì để hôm nào mình sẽ có con máy đó và mình sẽ tiến hành là review thử cho anh em. Và sẽ chia sẻ anh em nhé. À, pin lúc nãy thì đang ở mức là 82% nha anh em. À 81%. Đấy, bây giờ là còn 78. Đấy, đội hình đều đều vậy thôi mà chưa chắc đã thua đâu. Bởi vì thực ra người ta đã pick những cái con kiểu như Hazate đi rừng các thứ là có thể là họ rất là thuận tay con tướng này rồi, chứ không phải là họ pick theo kiểu chơi chơi đâu. Có thể là như vậy. Có những trận thì người ta pick chơi chơi, nhưng có những trận thì người ta chỉ biết chơi con Hazate thôi. Đấy, thì trận đấy này để chơi rất là hay. Đấy.
Mình thì mình cứ bảo kê cho cái con thỏ Slim này thôi. Đấy. Dồn hết chiêu vào mình là đấy, anh em kia ăn no thôi. Nói chung là Zidu nó là một trong những cái tướng mà mình chơi rất là lâu rồi, chơi từ cái hồi mùa 9 cơ. Đến bây giờ là mùa 20 rồi. Đấy. Một trong những cái tướng mà mình cảm thấy là mình chơi khá là thành thạo. Ok. Rồi, đã rất nhiều pha giao tranh xảy ra nhưng mà chưa có một pha đây. Pha giao tranh tổng này xem nào. Có thể là trận này thắng khá áp đảo đây này. Không áp đảo lắm. Nhưng mà nói chung là các tướng này là các thanh niên này là chơi biết kiểm soát này. Đấy. Phá hết ba đường lính luôn này. Đấy, giao tranh này. À, vẫn vẫn ok này. 15 phút trôi qua rồi, 15 phút 47 giây. À, có lẽ là trận đấu này win đây. Ừ, như này mà không win nữa thì nó cười vào mặt cho chứ. Đấy, đầu game vậy thôi nhưng mà đấy, này còn ăn được mạng nữa này. Vớ vẩn thì MVP cũng nên. Ok, như vậy là có thể là trận đấu sẽ kết thúc tại đây rồi. Quét sạch luôn. Ok, như vậy là trận đấu test game Quân Mobile, một ván game Quân Mobile dài 16 phút. 16 phút bắt đầu vào game thôi, chứ còn mình bắt đầu vào Liên Quân thôi, chứ còn mình làm clip thì khá dài. Để mình sẽ, đây nhiệt độ ngoài trời anh em thể thấy này, 22 độ nhé. Đây là trong phòng mình còn ấm. Đó, 35 độ này. À, nói chung là nhiệt độ cũng khá là thấp và cũng cơ bản là do cái nhiệt độ của cái thời điểm hiện tại. Nhiệt độ trong ngày hôm nay thì nó cũng mát nè, cho nên là nhiệt độ nó lên 35 độ, mình đánh giá như vậy. Như vậy là nó khá là ổn. Còn cảm giác cầm tay xem nào. Ừ, nó cũng hơi ấm ấm thôi, nhưng mà mới chỉ chơi một ván game thì nói chung là nó cũng chưa được đánh giá quá quá nhiều. Ok, lên tiếng Anh 3. Rồi, như vậy là mình đã kết thúc một ván game Liên Quân Mobile trên chiếc điện thoại Samsung Galaxy A12. Để mà nhận xét về chiếc điện thoại này có chơi tốt tựa game Liên Quân Mobile hay không thì mình đánh giá luôn, mình khẳng định luôn là không ok. Bởi vì sao? Bởi vì nó không bật được FPS cao. Và khi mà chơi ở cái mức 30 FPS thì thực sự là nó hơi giật. Đấy. Còn nếu như mà kích FPS cao thì mình nghĩ là chơi được. Đấy. Và nếu như mà anh em nào mà vẫn muốn chơi mà đang sử dụng Samsung Galaxy A12 thì vẫn chơi ok nhá. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì là RAM 4GB, đây phiên bản mình RAM 4GB và mức giá là hơn 4 triệu đồng, 4 triệu 090 nghìn đồng. Đấy, còn tại các cửa hàng các hệ thống khác thì có thể bán rẻ hơn. Có phiên bản màu xanh, màu đen, màu trắng, ở trên tay mình đang phiên bản màu xanh. Đấy, quay trở lại với clip thì các bạn thể thấy là với một cái hình ảnh ở trên cái màn HD cộng và cái màn TFT LCD thì nó cho một cái hình ảnh, nói chung là nó cũng hiển thị. Nếu như mà anh em nào mà khó tính về cái hiển thị ấy thì nó sẽ là một cái màn hình không ok, nhưng mà nó sẽ là một cái màn hình rộng và cái màu sắc của Samsung làm thì bao giờ nó cũng rất là rực rỡ. Đây là mình mới chỉ đang để mức là 80% độ sáng thôi, còn đây là 100% này. Đấy, màu thì rất là rực rỡ, chứ nó không bị thâm đen kiểu như là mấy dòng Xiaomi chạy LCD. Đó, rồi còn về cái nhiệt độ và pin thì mình thấy là pin thì trâu rồi, pin máy mới mà, quá trâu luôn với con A12 này, pin 5000. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái phần trải nghiệm về 30 fps, như vậy là gần như là không bị giật lag, fps dao động ở mức 29 30 rất là ổn định đó, không bị drop. Còn kích fps như thế nào thì các bạn hãy theo dõi clip sau nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã dành rất nhiều thời gian để theo dõi video này và hãy ủng hộ tinh thần mình bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm nút chuông để nhận video sớm nhất nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.